Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin từ công an thành phố Cần Thơ, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, dương tính với ma túy cướp xe tải bỏ chạy, gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng, nhiều người bị thương, xảy ra trên ba quận Thốt Nốt, Ô Môn và Bình Thủy. Chứng kiến toàn bộ quá trình lực lượng chức năng khống chế tên cướp, Ông Đoàn Thanh Phương, 35 tuổi, ngụ tại Ô Môn kể, tôi đang ngồi gần đó thì bất ngờ nghe thấy tiếng đùng lớn vang lên. Người đi đường hoảng loạn la hét, rồi họ nhanh chóng bỏ chạy tán loạn về nhiều hướng khác nhau. Các xe tải trên đường lúc đó dừng lại, nhiều xe thậm chí còn chắn ngang đường để ngăn chặn. Cũng theo ông Phương, thời điểm đó nhiều xe cảnh sát vây quanh khu vực, sau đó có hai tiếng nổ lớn vang lên, nghe giống như tiếng súng. Ngay sau tiếng nổ, ông nhìn thấy cảnh sát kéo được tài xế ra khỏi xe tải ông phương nhớ lại tình huống này giống như trong phim hành động rất kịch tính và nhanh chóng ông phương cũng cho biết thêm trước khi bị khống chế tài xế cố tình tông vào nhiều ô tô khác trên đường sau khi gây ra hàng loạt vụ va chạm tài xế vẫn tiếp tục cố thủ trong xe mặc cho lực lượng chức năng ra sức bao vây yêu cầu ra ngoài ông phương kể thêm nghi phạm rất ngoan cố dù lực lượng công an truy bắt quyết liệt và một số người dân còn đập kính xe để kéo hắn ra nhưng hắn vẫn cương quyết không chịu nhất quyết ngồi lì trong xe. Ông khá bất ngờ trước sự cứng đầu của nghi phạm. Ngay sau vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra để làm rõ vụ việc theo đúng quy trình pháp luật. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu kiểm tra, báo cáo thành phố liên quan đến việc lấp 6.500m2 hồ Đống Đa. Theo văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, qua thông tin phản ánh từ báo chí về việc lớp 6.500m2 hồ Đống Đa đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, 6.500m2 hồ Đống Đa đang được quây rào để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải, giao quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan, làm rõ và xử lý thông tin phản ánh mà báo chí nêu, kịp thời thông tin báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 9. Trước đó, để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị Hồ Đống Đa, nhà thầu đã san lấp tạm khoảng 6.500 m2 diện tích mặt nước hồ. Nhà thầu cho biết khi thực hiện xong sẽ hoàn trả lại mặt bằng ban đầu. Việc lấp tạm một phần hồ theo nhà thầu có sự chấp thuận của Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước Hà Nội. Đơn vị cũng đã thông báo tới chính quyền và nhân dân các phương quanh hồ. Trước thông tin trên, những ngày qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc lấp tạm mặt nước Hồ Đống Đa. Nhiều chuyên gia cho rằng việc lấp tạm hồ để thi công là biện pháp chưa hợp lý, cần bảo tồn tối đa diện tích mặt nước các hồ ở thủ đô. Hồ Đống Đa rộng khoảng 12,5 ha, chiều dài kè hồ 1.900 m, trong đó danh giới quận Đống Đa là 1.550 m, quận Ba Đình 350 m. Phía đông và đông nam là tuyến phố Hoàng Cầu, nối từ đường Láng đến Đê La Thành chạy vòng quanh hồ là tuyến phố Đặng Tiến Đông, Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố xung quanh hồ Đống Đa dài 1.270m với mặt cắt ngang 6,5m. Hạ tầng của hồ được xây dựng từ năm 2008, hiện đã xuống cấp, mất thẩm mỹ. Từ tháng 7 năm 2024, quận Đống Đa khởi công cải tạo hồ với các hạng mục chính gồm cải tạo toàn bộ vỉa hè xung quanh hồ bằng đá tự nhiên nhám bề mặt, nâng cấp đường dạo, thay thế lan can quanh hồ, trồng mới, thay thế một số cây xanh bóng mát, thay hệ thống chiếu sáng. Ngoài ra, quận bổ sung điểm nhấn cảnh quan. Sân khấu và khán đài ngoài trời đua ra phía hồ bằng phương án sử dụng hệ dầm sàn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép giữ ứng lực, không làm thay đổi diện tích và dung tích mặt hồ. Quân đội đang tiến hành những bước cuối cùng trước khi chính thức lắp đặt cầu phao thay thế cầu phong châu bị sập, phục vụ đi lại của nhân dân. Vào chiều 25 tháng 9, đông đảo cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 249 binh chủng công binh cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động để phục vụ công tác chuẩn bị lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9. Vị trí lắp đặt cầu phao cách nơi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng, bến sông bên bờ Tả Ngạn thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, bến sông bên bờ Hữu Ngạn thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hàng nghìn khối đá đã được đổ xuống bến sông để đảm bảo việc gia cố được chắc chắn nhất. Các hạng mục đảm bảo an toàn tại bến sông đang được bố trí lắp đặt để tổ chức bắc cầu phao đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối cho người và trang bị. Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã có văn bản số 1968 LDTM đề nghị các cơ quan đơn vị của tỉnh Phú Thọ phối hợp giúp đỡ đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn trong thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu. Với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý chi cục đường thủy nội địa khu vực 1 đề xuất phương án vận hành cầu phao Phong Châu sau khi hoàn thành lắp đặt đảm bảo an toàn đại diện cục đường thủy nội địa Việt Nam cho biết để nhanh chóng vận hành cầu phao an toàn sau khi lắp đặt xong chi cục đường thủy nội địa khu vực 1 đã phối hợp với đơn vị vận hành cầu phao thống nhất phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực chi cục đề xuất phương án đóng mở cầu phao một lần một ngày từ 9 giờ sáng đến 10 giờ hàng ngày linh hoạt số lần đóng mở tùy theo phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực sau khi thống nhất với đơn vị vận hành cầu phao về thời gian đóng mở cầu phao, chi cục ra thông báo hạn chế giao thông, thông báo thời gian đóng mở cầu phao gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng, các sở giao thông vận tải, chính quyền địa phương, thông tin đến các thuyền trường, điều khiển phương tiện biết để chủ động thời gian lưu thông qua khu vực đảm bảo an toàn hiệu quả. đồng thời, sở cũng đề nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện toàn bộ các gói thầu của dự án theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. Theo tờ trình, cầu Phong Châu mới sẽ được xây dựng tại vị trí cầu Phong Châu cũ, km 18 300, quốc lộ 32C. Dự kiến tổng mức đầu tư là 875 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Tổng chiều dài của dự án cầu Phong Châu khoảng 1 km. Trong đó, cầu Phong Châu mới được thiết kế theo phương án cầu đúc hẫng cân bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng chiều dài cầu tính đến hai đuôi mố là 393,5 m bề rộng toàn cầu là 21,5 mét, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phân cách, giải an toàn và lan can cầu. Sáng 26 tháng 9, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đang xin ý kiến cấp trên để xử lý vật thể lạ trôi giặt vào bờ biển suốt 9 tháng qua. Ông Lâm nói, suốt 9 tháng qua, vật thể này vẫn nằm tại vị trí bờ biển, bị cát phủ lấp một phần. Do không biết đây là vật gì nên chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến cấp trên. Một số người nhận định đây có thể là trụ giàn khoan ở ngoài biển. Cũng theo vị lãnh đạo này, hồi giữa tháng 1 năm 2024, người dân địa phương phát hiện một khối sắt lạ có hình trụ màu xanh trôi giạt vào bờ biển thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong khối sắt rỗng được hàn kín hai đầu với chiều dài khoảng 20 mét, nặng 10 tấn, đường kính khoảng 0,7 mét. Để tìm cách xử lý vật thể nói trên, ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến giải quyết. Đồng thời, Công an huyện Thạch Hà đã thông tin đến các đơn vị địa phương có liên quan để xác định chủ sở hữu. Tuy nhiên đến nay, ngành chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu cũng như nguồn gốc xuất xứ công năng của vật thể nêu trên.